Và ngày hôm nay chị lại hướng dẫn cho chúng mình một cách viết hiệu quả nữa nhé. Thay vì viết là một người học sinh trong phần liên hệ trong câu nghị luận xã hội, các bạn có thể sử dụng các cách sau để nâng cấp cách viết của mình nha. Số 1, với những gì được học từ trích dẫn, tôi hiểu rằng mình cần phải. Số 2, là những người trẻ, lứa tuổi đang nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Đây cũng là lứa tuổi có khả năng nắm bắt mọi cơ hội một cách nhạy bén để đạt được thành công mỗi bạn trẻ cần. Số 3, sẽ là rất khó khăn với những ai muốn thay đổi bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng mình cũng cần phải thay đổi từ những điều nhỏ nhất như ... để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Và số 4, trích dẫn ... làm tôi vỡ lẽ ra nhiều thứ ... triết lý của đã mang đến cho tôi nhiều giá trị sâu sắc về cuộc đời. Các bạn ơi, các bạn có thể thử sử dụng những cách này nhé. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn thêm cho chúng mình một cách viết cực kỳ hiệu quả nữa nhé. Thay vì viết ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn, chúng ta có thể thay bằng các cách như sau. Số 1, ý kiến trên đã đem tới cho chúng ta nhiều thông điệp có ý nghĩa ... Số 2, chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đáng suy ngẫm mà trích dẫn câu nói ... trên đem lại. Số 3, quan niệm của ... đã làm tôi vỡ lẽ ra nhiều thứ. Số 4, triết lý của ... đã mang tới cho tôi nhiều bài học sâu sắc về cuộc đời. Lời trích ở trong ... có thể là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại bão táp, sống thật đẹp và hào hùng. Nó thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực ... Ok không ạ? Thì tùy thuộc vào từng đề, các bạn sẽ áp dụng những câu khẳng định trên cho phù hợp nhé. Những cách thay thế cụm từ hoàn cảnh sáng tác, các bạn cùng tham khảo với chị nhé. Thứ nhất, tác phẩm ra đời trong thời kỳ. Thứ hai, chính là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn, nhà thơ sáng tạo nên tác phẩm. Thứ ba, đã thôi thúc nhà văn, nhà thơ chắc bút để viết thành tác phẩm. Thứ tư, những vần thơ, những trang truyện đã nảy nở từ. Thứ năm, đó là thời điểm mà tác phẩm được. Các bạn có thể tham khảo những cụm từ này để thay thế cho cụm từ hoàn cảnh sáng tác, tránh lỗi lặp từ trong viết bài nghị luận văn học nha. Những cách thay thế cụm từ bạn đọc, các bạn cùng tham khảo với chị nhé. Thứ nhất, người giải mã tác phẩm. Thứ hai, những trái tim đồng điệu với tác phẩm. Thứ ba, người đối thoại với tác phẩm. Thứ tư, người giao tiếp với nhà văn. Thứ năm, người chiếm lĩnh tác phẩm. Thứ sáu, người nối dài sức sống của tác phẩm. Thứ bảy, độc giả. Các bạn có thể sử dụng những cách này để tránh lỗi lặp từ trong bài viết nghị luận văn học của mình kèm nhé. Những cách thay thế cụm từ nhà văn, nhà thơ, các bạn có thể thử sử dụng nhé. Thứ nhất, tác giả, thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ. Thứ hai, bậc thầy về ngôn từ. Thứ ba, người thư ký trung thành của thời đại. Thứ tư, người mở đường đến. Thứ năm, kiến trúc sư ngôn từ. Các bạn có thể sử dụng những cách này để giúp cho bài viết của mình tránh rơi vào tình trạng lặp từ kèm nhé. Cách để thay thế cụm từ trong cuộc sống, trong bài nghị luận xã hội để làm cho bài viết trở nên hay hơn, bây giờ sẽ là 3 cách gợi ý cho chúng mình. Cách số 1, chúng ta có thể viết trong dòng xoay vần và biến thiên của thời gian, hoặc trong vòng xoay vần hoặc biến thiên của cuộc sống. Cách số 2, thời gian chảy trôi, mọi vật đều thay đổi, nhưng cách số 3, ở đời. Ví dụ, đề bài chỉ có là ý nghĩa của niềm tin. Thay vì cách viết chúng ta viết là trong cuộc sống, chúng ta không thể thiếu niềm tin, thì các bạn có thể viết ở đời, niềm tin là thứ tất lẽ sĩ ngẫu tồn tại và đưa con người ta vượt qua khỏi trông tranh của cuộc sống. Các bạn ơi, thử áp dụng cách này để giúp cho bài nghị luận xã hội của chúng mình hay hơn nhé.